Mến chào cả nhà, đến con làm Phạm Tiền Giang nha. Lời nói đầu tiên chúc cả nhà được nhiều sức khỏe và bình an. Mình sáng giờ là đẩy đất đó, bây giờ bắt đầu lại cưa cái sầu riêng. Hồi sáng trời còn ướt, dạ. Giờ mình ở nắng rồi, giờ đi. Kính chào bà con nha, cái sầu riêng tới chút xíu à. Dạ. Là sáng qua anh Tùng đẩy đất, bây giờ mình qua anh Tùng cưa cây sầu riêng cả nhà. Giờ nắng lên rồi. Cái sầu riêng này cả nhà. Cái cây này là mình đôn đọt á, là bắt đầu nó gùng lại, bắt đầu nó nuôi được mấy cái này nè. Sau này là mình ăn được mấy cái tháp này. Rồi mình dễ xịt sâu, mình dễ xử lý, rồi mình dễ làm bông, làm hoa. Mấy cái chèo này để sau này cho nó lớn lên đó. Tên là Thiên. Ừ, Thiên chứ không phải Hiền hả? Dạ. Cái sầu riêng này cũng lâu năm. Ủa cắt đi ra bỏ hả? Ủa người điện thoại. Quên cục máy rồi Thiên ơi. Cục vừa dây chút xíu đi. Rồi cột vô đó đi. Nào đốm tức mình ra bông luôn chứ. Nó có cái tiết của nó mới chịu ra. Nó cũng chắc tới tiết ra rồi. Kỹ thuật chứ. Không đủ giống đâu, không đậu. Ôi, từ từ. Rồi. Con hay dứt cái đó luôn. Cái cây cái này là có hai tuột gì là dễ tét đó mẹ anh ba. Hả?
cái cây mà nó hay đọt, giờ là gió nó dễ tét lắm. À, mà mình cắt kiểu vậy là hết tét rồi. Nãy em cắt giờ hơi cao, phải thắt xuống chút. Trời, anh biết anh hôi rồi. Em tính cắt sâu xuống chút xíu nữa đó, anh hôi. Ờ, à, tính sâu xuống đó. Nãy tưởng là em cắt cái nhánh ngang chứ. À, em tính cắt cái chỉ cho gùng xuống chút xíu nữa, anh hôi. Thôi rồi thôi. À, vậy là cũng được rồi. Được rồi. Cắt gì nữa? Giờ xin rửa dùm ngang lắm rồi, cho em cái nặng. Cái này là cái này gì vậy ta? Hay là chuyển đến này trên. Tức là bây giờ mình đốn hai cây, nhưng mà chưa lấy cái nạng này nè. À cũng như giờ đốn luôn ha. À đốn luôn. Đốn rồi lấy cái nạng này chổi cây mít. Lấy cái nạng chổi cây mít. Là chừa cái nạng này ra khúc, chừa nạng trên ra chừa nạng trên lấy một cái thôi. Này thôi. Ừ. Cái điều lấy cái này cái dâu hạ châu. Dâu hạ châu. Nhưng mà mình phải đốn luôn á. Dâu hạ châu nó để chống cây mít. Một cái hài này chưa ha? Chưa. Cái mùa năm nay trồng nó mười mấy năm rồi mà nó mới lắm, cho nên nó không hiệu quả thôi bỏ đi ha. Vì nó không hiệu quả nên bắt cái nhà kia chưa ở. Bởi vậy mình trồng cái gì cho nhiều, có nhiều mình mới bán được, còn ít ít là chuột nhen dơi nó ăn hết trơn à. Cây thì cũng khó chăm sóc nữa. MS 200T của Đông Nguyễn ở bên Mỹ á, tặng là 3-4 cái máy gì đó, nhưng mà ít có mang theo lắm, là cưng để dành nhà rồi. Với có còn một cái là Austin 023 thì cho bạn thợ cưa kia nó mượn. Yeah. Mà không là dịch bệnh rồi cái không đi lấy được, với nó cũng không đem mà được nữa, mà nó không có xài gì nhiều. Về các có mấy khúc củi đó rồi giờ dịch bệnh có cho nên không có sắp theo rồi chưa trả, cho nên không có lên mạng không lên được. Em thấy cái cưa này cưa ngọt dữ lắm anh Tùng. Cái này thì mình cầm một tay, nhưng mà cái có cái ruby kia thì cầm cái đuôi, có cái đuôi vậy á, tình dối ra gì cái nào nó cũng có cái tiện lợi nó hết á. Ừ, cái mỗi cái có cái áp dụng khác nhau, thì miếng nó nhẹ gọn là được à, cho nên mà máy này nó không phải cưng. Còn một cái nhà nữa, Austin MS 197T. Ừ, còn giờ ở nhà rồi nói có mai mốt có ai tặng cái máy
của Đức nữa. Sắp sửa có quà anh hả anh Tùng? Vậy là tại vì người ta ngưỡng mộ mình làm đàng hoàng rồi cái dư làm tử tế đó rồi cái người ta thích. Rồi như mình có máy nhiều để cho mình cho cái nhóm băng anh em mình á đi đi cưa phụ này kia để cho người ta kiếm thu nhập thêm. Tại vì nói chung á cái nghề này á bất đắc chỉ mới làm được cái nghề này. Một là vườn đất ít, hai là nghề ngỗng gì cũng không có. Đúng không ba? Nếu mà em mà có vườn 5 6 công vườn như anh là em không có đi làm này. Mà nếu mà em không làm nghề này thì em có đốn cây cho đâu cho anh được. Nếu là không đốn cây cho anh được thì anh đốn một mình tự anh đốn nhà là sẽ nó hư đồ nhiều, nó thiệt hại nhiều. Cho nên đó là trên thế gian này á có nhiều nghề nó mới tạo nên cái xã hội loài người mình. Có nương qua lại vậy đó. Nếu mà em mà phải cưa không mà anh không cần em cũng không sống được. Mà anh cây có nhóc chân mà không có thơ cưa anh cũng bó tay phải không? Bởi vì nó mới có cái nghề vậy. Bất cứ nghề gì cũng phải cần hết. Chào bà con mình nha. Dạ. Giờ với cảm ơn các anh em Mạnh Thường Quân đó. Giờ hồi đó trước tiên là đầu tiên là nhờ Lâm Phạm nè. Kế đó cái Tâm Gòm. Nhờ Tâm Gòm cái mấy có được cái chị Tường Quy á, chị Tường Quy bên Mỹ á cũng thương gia đình mình lắm. Mà không biết làm sao mình đền ơn được, mà kệ đi, cũng như mình nhớ cái ơn đó rồi cái mình cũng làm ơn lại người khác, làm ơn lại mấy người mà khổ hơn mình nữa, để cũng như là mình đã trả cái ơn phần nào mà cho những người ra nào giờ thương mình đó. Cái lực bù trừ của tao quá nó xây dòng này nè, cũng cầu nguyện cho những người đó được mạnh khỏe bình yên, được ân điển ở trên độ, luôn luôn mạnh khỏe và làm ăn phát tài, cũng như là thay lời cảm ơn của mình. Thôi chào bà con mình nha. Dạ. Khi hết dịch bệnh người về nhà vô khỉ chơi để cho thỏa lòng mong nhớ. Dạ. Chào bà con. Cảm ơn anh Tùng. Cái dâu đây nha cả nhà. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn các video mới tiếp theo. Đây. Đôn hai cái nhánh sầu riêng đó.